bốn điểm hấp dẫn của gái già khiến đàn ông mê mệt. Kính thưa quý vị, với những cô gái còn xuân thì phơi phới thì sự trẻ trung, duyên dáng, xinh đẹp cộng với chút thông minh, ứng xử lễ phép của họ chắc chắn sẽ làm bao chàng trai say nắng. Thế nhưng, với những người phụ nữ đã lớn tuổi, khi nhan sắc đã dần phai, độ duyên dáng của ngoại hình chắc chắn không còn như thuở 20, 18, thì điều gì ở họ sẽ hấp dẫn cánh mày râu chúng tôi đây? Vâng, sự quyến rũ lúc này sẽ nằm ở khí chất, bản lĩnh cũng như sự từng trải của người phụ nữ các bạn ạ. Vậy cụ thể, bốn điểm hấp dẫn của phụ nữ lớn tuổi khiến đàn ông mê mệt là gì? Hãy cùng Sống Tử Tế tìm hiểu ngay sau đây. 1. Thứ hấp dẫn đó chính là kinh nghiệm phòng the. Kinh nghiệm và kiến thức phòng the thực sự rất quan trọng để khiến cho một mối quan hệ trở nên gắn kết hơn, thay vì ngây thơ hoặc e thẹn ngại ngùng như các cô gái trẻ, cô gái trưởng thành luôn biết cách yêu theo mong muốn của bản thân, khiến cảm xúc của mọi cuộc yêu thăng hoa. Ở họ có những kỹ năng tuyệt vời và điều khiển cảm xúc của cả hai để đưa tới cao trào. Cô gái trưởng thành có nhận thức đúng đắn về chuyện chăn gối, thay vì coi đó là nghĩa vụ thỏa mãn nhu cầu của đối phương. Không ít chàng trai ta yêu say đắm, mê mệt, không thể dứt ra được trước mạnh lực ân ái từ những người phụ nữ đã lớn tuổi đó các bạn ạ. Sức hấp dẫn thứ hai đến từ sự tự tin, bản lĩnh. Tự tin, bản lĩnh thể hiện ở sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cũng như giúp người khác đưa ra các giải pháp để vượt qua cơn khủng hoảng. Chính bởi tuổi tác và sự tự tin đó nên gái già khiến các chàng trẻ tuổi bị chinh phục. Các cô gái đó đều hiểu rõ mình cần gì và có kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu. Điều này sẽ khiến cả hai người trở nên thấu hiểu hơn và không ngại chia sẻ cùng nhau những điều sâu kín trong lòng. Tôi có quen với một cậu em trên mạng xã hội. Cậu em này chưa đến 30 nhưng đang rất hạnh phúc với người yêu hơn 8 tuổi. Khi tôi hỏi điều gì ở cô ấy đã hấp dẫn cậu em này thì cậu không ngần ngại cho biết thế này: em thực sự rất vui vì có cô ấy luôn sẵn sàng chia sẻ mọi điều. Thay vì chỉ biết nũng nịu hờn dỗi như các cô gái trẻ thì cô ấy luôn là người đưa ra những giải pháp tuyệt vời, hỗ trợ em trong công việc. Có hậu phương vững chắc như vậy nên cả công việc và tình cảm đều thật sự rất thuận lợi. Vậy đó các bạn, khi thực sự yêu nhau thì tuổi tác không quan trọng. Vấn đề là cả hai sẽ chia sẻ được gì với nhau mới là vấn đề đáng nói. Điều thứ ba, những người phụ nữ lớn tuổi làm đàn ông mê đắm, đó là biết tiết chế tình cảm. Vâng, thưa các bạn, thay vì luôn than phiền bạn trai vô tâm, chỉ quan tâm công việc như các cô gái trẻ, thì một người bạn gái nhiều tuổi luôn biết cách khéo léo để mà đối phương không cảm thấy phiền phức. Hơn nữa, họ không biến mình thành tâm điểm của chàng trai, mà biết cách quan tâm, chia sẻ và nhận được sự tôn trọng của đối phương. Tại sao lại có sự khác biệt này? Là vì cô bạn gái nhiều tuổi từng trải qua cảm giác giận hờn, ghen tuông trong quá khứ mà chẳng đi đến đâu cả. Qua thời gian, họ đã học được sự nhẫn nhịn cho riêng mình. Đến 80% các chàng trai đều bị thu hút bởi những cô gái có tính cách độc lập vì tạo cho họ cảm giác dễ gần, khó xa. Những cô gái lớn tuổi có nhiều trải nghiệm cuộc sống, điều đó khiến họ trở nên quyến rũ một cách bí ẩn. Từ cách nói chuyện, trải nghiệm của cô ấy đều là thứ khiến cho cánh đàn ông muốn đến gần hơn. Và điều cuối cùng làm nên đó là sự hấp dẫn từ tính cách chín chắn. Đa số các chàng trai đều than phiền rất mệt mỏi bởi tính sớm nắng chiều mưa của người yêu. Thế nhưng, đối với những phụ nữ lớn tuổi thì hoàn toàn khác. Tính cách của họ đã ổn định và lối suy nghĩ cũng đã chín chắn. Họ biết nghĩ trước nghĩ sau, biết cái gì nên hay không nên, biết được điều gì là quan trọng hay không quan trọng. Ví dụ, nếu hồi trẻ họ làm được 10 đồng thì họ tiêu hết cả 10 đồng cho chuyện mua sắm làm đẹp. Còn khi đã có tuổi
họ sẽ mua sắm những thứ thật cần thiết, làm đẹp ở mức độ vừa đủ cho bản thân, còn dành ra từ 3 tới 4 đồng để tiết kiệm phòng khi ốm đau, thất nghiệp. Mặt khác, trong chuyện tình cảm, cũng có lẽ bởi đã từng trải qua những tổn thương trong quá khứ, họ trở nên cẩn trọng hơn trong chuyện vấn đề này. Họ tuyệt nhiên không đùa giỡn trên tình cảm của người khác và luôn hướng tới mối quan hệ bền vững thay vì vui đùa. Và chán nản với công việc bạn đã làm suốt bao nhiêu năm qua, ý định muốn nghỉ việc luôn luẩn quẩn trong suy nghĩ của bạn và thôi thúc đó càng mạnh mẽ hơn khi bạn gặp chút trắc trở trong công việc. Bạn không còn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và muốn làm gì đó khác đi, hoặc muốn buông xuôi, chạy trốn thực tại. Bạn mất hứng thú với mọi việc, ngay cả những việc mình từng rất yêu thích. Bạn cảm thấy xa lạ trong chính ngôi nhà của mình, khi con cái bận rộn với gia đình riêng, còn cuộc sống hôn nhân của bản thân thì trở nên nhạt nhẽo sau bao nhiêu năm chung sống. 3. Làm sao để chào đón bước ngoặt mới của cuộc đời. Thay vì chìm đắm trong lưu nghĩ tiêu cực rằng mình đã hết thời, hãy mở lòng và trao đổi cùng gia đình những vấn đề và cảm xúc của bạn hiện tại. Chính họ sẽ là người giúp bạn tìm lại những thế mạnh của chính mình. Con trai bạn hẳn sẽ cần từ cha của mình những lời khuyên về kỹ năng quản lý công việc hoặc kỹ thuật điện máy. Con gái, cháu gái bạn hẳn cũng sẽ rất cần lời khuyên của bạn về các bí quyết nấu nướng và chăm sóc gia đình. Bằng cách đó, bạn sẽ chấm dứt được cảm giác tiêu cực và thực sự dành thời gian quý báu của mình cho những điều quan trọng. Ngoài ra, hãy nhớ rằng việc chỉ liên tục suy nghĩ muốn làm gì đó khác đi sẽ chẳng đưa bạn đi tới đâu cả. Hãy dừng suy nghĩ và hãy bắt tay thực hiện những ước mơ còn dang dở của mình để bắt đầu một chương trình hoàn toàn mới trong cuộc đời. Đi học kiến thức mới, luyện tập thể thao, đi du lịch hoặc tham gia làm thiện nguyện tại các trại trẻ mồ côi hay chùa chiền, v.v. Các hoạt động có ích này không chỉ khiến bạn đóng góp được cho cộng đồng, cho cuộc sống, mà còn sẽ giúp bạn có được cái nhìn tích cực hơn về cơn khủng hoảng của bản thân. Và liệu ở tuổi này có quá trễ cho việc thực hiện giấc mơ khởi nghiệp của bạn? Đừng lo lắng về tuổi tác, bởi đã có không ít người khởi nghiệp thành công dù đã ở tuổi trung niên. Đơn cử như trường hợp của ông Nguyễn Thanh Mỹ. Sau nhiều năm ở Canada, mưu sinh bằng nhiều nghề từ rửa chén, bồi bàn đến kỹ sư các hãng nổi tiếng như Kodak và IBM. Ông Mỹ quay về Việt Nam ở độ tuổi 49 và thành lập công ty Mỹ Lan chuyên về mực in hóa chất ở Trà Vinh. Sau 12 năm, hiện công ty đang xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia và doanh thu nhiều triệu đô mỗi tháng. Nhưng ông không dừng lại ở đó mà tiếp tục khởi nghiệp lần nữa ở độ tuổi 60 với công ty Zinan, chuyên áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, phân phối, tiêu thụ. Donald Ritchie, một nhà Nhật Bản học nổi tiếng của Mỹ, từng có cách nói hóm hình về khủng hoảng tuổi 50 như sau. Khủng hoảng tuổi trung niên bắt đầu khi bạn hơn 40, chiêm nghiệm cuộc đời mình và nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ có vậy thôi sao? Và khủng hoảng đó sẽ kết thúc 10 năm sau đó, khi bạn sẽ lần nữa nhìn lại đời mình và nghĩ rằng thật ra nó cũng khá tốt chứ nhỉ?